Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mình đang có mặt ở Public School vào lúc 8 giờ 45 sáng. Theo dự kiến, người ta đưa cái lịch trình là từ 10 giờ đến 6 giờ chiều thì người ta sẽ xích vaccine tại cái trường học này. Ở đây là cái dành cho khu vực những người sống gần đây với cái protocol là M6M. Từ đây đến nhà mình có thể đi bộ thì khoảng 10 phút rồi các bạn. Một phần mình nghĩ y là mình nghỉ gần nhà mà mình đi trước khoảng hơn 1 tiếng. Thì mình nghĩ đến đây chắc mình xếp hàng cũng không có đông lắm. Nhưng mà cái đó là một cái suy nghĩ sai. Khi mình đến đây thì mình thấy người ta đã xếp hàng khoảng hơn 500 người rồi các bạn. Các bạn thấy không? Mặc dù là đầu tháng 5 nhưng mà thời tiết hôm nay rất là lạnh và rất là gió các bạn. Nhiều người đã chuẩn bị trước, đã đem ghế ra để ngồi chờ sẵn, vì họ biết họ có thể ngồi từ đây cho đến khoảng 2-3 tiếng đều cũng có thể các bạn ha. Tại vì có số người, mình hỏi cái người phục vụ y tế, người ta đã nói là có những người đã xếp hàng tại đây vào lúc 3 giờ sáng. Đâm ra họ đã đem mền mùng, những cái đồ mà để giữ ấm cơ thể, thì họ đã chờ trước cái đầu cái cánh cửa này thì họ sẽ xếp hàng dòng cho tới một vòng khuôn viên mà rồi mới tới những cái line ở bên trong như vậy. Mặt mình là những người đã xếp hàng ở đây và ngủ ở đây từ lúc 3 giờ sáng đó các bạn. Họ đã mặc những cái áo khoác như mùa đông luôn, winter jacket rất là dày ha. Mà mặc dù hôm nay là đầu tháng 5 rồi các bạn, thường đầu tháng 5 là mình sẽ nghĩ là thời tiết ấm mùa xuân và chuẩn bị mùa hè rồi. Nhưng mà cực kỳ lạnh các bạn ơi. A few moments later. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đứng ngoài đường với cái hơi không khí rất là lạnh, bây giờ mình đã thấy những người y tế bắt đầu tiến đến cái hàng gần cái hàng mình đang xếp hàng đó các bạn. Mình cũng đã mừng lắm. Vì khi người ta đến, người ta sẽ hỏi những cái tên tuổi, mình chỉ cần đưa cái bạn, nếu mà bạn có travel license hay là ô hiếp cũng được. Còn nếu mà bạn không có ô hiếp, bạn có thể đưa passport và cái địa chỉ nhà, ví dụ như là cái tờ giấy bill điện thoại hay là những cái thẻ ngân hàng, miễn sao có cái hình ID của mình và cái thẻ địa chỉ nhà chứng minh là mình sống ở gần khu vực này các bạn ha, là M6M là được, rất là dễ các bạn. Và hiện tại trên tay của mình đã có số thứ tự là 521, thì mình cảm thấy rất là yên tâm vì mình biết chắc chắn hôm nay mình sẽ được chích vaccine. Lúc mà hơn 9 giờ sáng mình đã hỏi cái người y tế nói là hôm nay khoảng chỉ có 500 liều vaccine để chích thôi, thì có thể là không đủ chích cho toàn mọi người nếu mà sau số lượng 500 đó. Mà lúc mà xếp hàng rồi người ta vào, người ta hỏi cái này kia về cái số lượng của y tế trong ngày hôm nay, thì mình đã nghe được là hôm nay người ta có số lượng là khoảng 1.820 liều vaccine. Với số lượng liều vaccine hiện tại người ta có tại thời điểm ở cái khu vực này là 1.820, thì đủ cho toàn bộ những người đang xếp hàng ở đây các bạn ha, có là một tin mừng. Và bây giờ mình đang xếp hàng để đi một hết một dòng cái khuôn viên của trường học cấp 3 ở đây để mình tiến vào bên trong để mình chích vaccine đó các bạn. Cái điểm thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là mình thấy chính phủ đã đầu tư ha. Lúc mà bắt đầu khoảng 10 giờ sáng đã có một đội giống như băng nhạc vậy, nó có một người làm DJ đứng ở một góc chơi nhạc cho tất cả mọi người rất là sôi động này kia để cảm thấy không có chán các bạn, đứng xếp hàng ngoài lạnh này kia, rồi làm cho không khí những người y tế trở nên vui vẻ, năng động hơn trong cái ngày hôm nay, thì mình thấy rất là thú vị ha. Để được đứng ở cái thời điểm hiện tại như này cũng đã hơn 3 tiếng rồi các bạn, cũng sắp được tới đích để vào gần cái trong trường để chích rồi các bạn, nên bây giờ mọi người cứ động viên nhau thôi. Mình đang chuẩn bị tiến tới vào cái đường cửa chính để chuẩn bị chích đó các bạn, càng ngày càng gần hơn. Thì nhạc ở bên góc DJ mọi người, cái một người nam đang DJ mở cho mọi người đó các bạn, nhất là những người y tế, cho người ta có tinh thần ấy. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Sau gần 4 tiếng đồng hồ mình chờ đợi ở ngoài giờ lạnh đó các bạn, và cuối cùng mình cũng đã được vào đây và chích mũi vaccine đầu tiên. Mình chích vaccine hiệu Pfizer các bạn ha.
Sau khi mà bạn tích xong thì bạn sẽ nhận được một cái email ngay lập tức về những cái thông tin và cái tên loại mà cái vaccine bạn đã được chích. Và người ta khuyến khích là mình sẽ ngồi sau khi chích vaccine là khoảng 15 phút trong cái phòng gym ở tại trường đó, để các bạn ngồi cho nó khỏe xíu rồi mới hãy đi về nhà. Người ta khuyến khích mình như vậy. Tại vì trong vòng 15 phút đó, ví dụ như mình có bị ảnh hưởng của cái vaccine hay là cơ thể mình yếu thì có y tế tại chỗ, người ta sẽ hỗ trợ và giúp đỡ mình các bạn ha. Thời điểm hiện tại mà thông tin đưa ra thì một người phải chích là 2 lần vaccine các bạn ha. Thì bây giờ mình đã chích một lần thì khoảng 3 đến 4 tháng sau người ta sẽ gửi email cho bạn qua cái địa chỉ mà bạn cung cấp, thì báo cho bạn là cái ngày nào, lịch trình nào bạn sẽ chích lần thứ hai. Và mình có hỏi cái người bác sĩ đã chích cho mình, bác sĩ nói là người ta đang giống là tiến hành, người ta nghiên cứu nếu có thể thì cái chích cái tiêm vaccine của Covid này giống như là flu shot đó các bạn, là mỗi năm khuyến khích người dân sẽ chích một lần. Thì đó là mình nghe từ bác sĩ đã chích cho mình nói như vậy, không biết như thế nào. Ok, hôm nay mình cũng kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn thích video của mình và có những chuyển biến mới mình sẽ cập nhật cho các bạn xem ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.